Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát, kênh thông tin tử vi phong thủy và đời sống tâm linh được sự trợ duyên của thầy Sa Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ai cũng mong muốn mình sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp và tìm được cơ hội để thay đổi cuộc đời. Tuy nhiên, tử vi học có nói, trời sinh mỗi người một số mệnh, con người thường đến một giai đoạn nào đó thì mới được thần tài chiếu cố nồng hậu. Vì vậy, đối với những người chưa gặp được may mắn, chỉ cần tâm vững, mang trong mình một tinh thần lạc quan, yêu đời, thì tương lai tươi sáng vẫn đang chờ đợi bản mệnh ở phía trước. Trong ngày 20 tháng 9 âm lịch tới đây, các nhà tử vi học cho biết, có nhiều con giáp phải đối mặt với sóng gió, thử thách. Bên cạnh đó, cũng có những con giáp được nhiều may mắn, đặc biệt là những con giáp được nhắc đến trong chương trình ngày hôm nay. Những con giáp này sẽ được nhận lộc trời ban, làm gì cũng thuận lợi, vạn sự như ý, giàu có hơn người, tiền tiêu không hết đúng ngày 20 tháng 9 âm lịch. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi kênh Phong Thủy Sa Cát đi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Con giáp may mắn đầu tiên trong ngày hôm nay là những người tuổi Tý. Theo các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết, những người tuổi Tý nên tranh thủ làm các công việc quan trọng trong ngày do được tam hội nâng đỡ. Ngay khi vừa bắt tay thực hiện, bạn sẽ nhận thấy có nhiều yếu tố thuận lợi xuất hiện. Bên cạnh đó, quý nhân xuất hiện trong ngày hôm nay có thể giúp bạn có cách nhìn nhận mới mẻ hơn về sự việc. Người trẻ tuổi nên tranh thủ cơ hội này để học hỏi thêm những điều hay, giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp của bạn trong tương lai. Tuy nhiên, thổ khắc thủy cho thấy gia đình bạn thường xuyên lục đục, vấn đề có thể bắt nguồn từ những lục đục trong việc nuôi dạy con cái. Có lẽ hai người nên thống nhất mọi việc với nhau ngay từ bây giờ. Như vậy thì quá trình giáo dục con cái mới có tính nhất quán. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Ngoài ra, những gia chủ tuổi Tý nên tìm chơi với những con giáp thuộc bộ lộc mã quý nhân để được trợ duyên, tăng cường may mắn và tài lộc trong ngày. Con giáp tiếp theo ta xét là những người tuổi Sửu. Các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết, do được các thần thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi Sửu nhận được sự đánh giá cao của cấp trên trong ngày hôm nay. Cấp trên sẵn sàng giao cho bạn những trọng trách lớn lao. Các chuyên gia tử vi tâm linh cho biết, do được các thần thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi Sửu nhận được sự đánh giá cao của cấp trên trong ngày hôm nay. Cấp trên sẵn sàng giao cho bạn những trọng trách lớn lao, đó chính là một nấc thang để bạn tiến gần hơn tới quyết định thăng tiến. Người phải tiếp xúc với nội dung công việc mới hoặc môi trường mới, tự tin thể hiện các quan điểm của mình. Những sáng kiến mới mẻ của bạn khiến cả tập thể đều phải ngạc nhiên. Có thể bạn sẽ giúp mọi người tìm ra hướng đi mới, triển vọng hơn. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Con giáp may mắn tiếp theo là những người tuổi Mão. Theo các chuyên gia tử vi học, nhờ có thiên tài chiếu mệnh mà những người tuổi Mão có cơ hội phát tài nhờ những trò may rủi trong ngày hôm nay. Khoản tiền từ trên trời rơi xuống, đó có thể khiến bạn dư giả trong một thời gian ngắn. Đó có thể là các khoản đầu tư từ trước mang lại lợi nhuận, cũng có thể bạn bốc thăm trúng thưởng được. Và một số người còn có cơ hội trúng số đổi đời trong ngày hôm nay. Nhưng đừng vì thế mà nghĩ tới chuyện dựa dẫm vào nó, mà các bạn hãy cố gắng bằng chính sức lao động của mình. Như vậy thì bạn mới có thể phát triển một cách bền vững. Còn nếu bản mệnh chỉ lười biếng, há miệng chờ sung thì sẽ nhanh chóng trắng tay, khó có thể dư giả về lâu về dài, cho dù bạn có bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Trong ngày hôm nay, gặp phải cục diện mộc khắc thổ, chuyện tình cảm của những gia chủ tuổi Mão cũng chẳng mấy yên bình khi bạn nhận ra có một người khác dành tình cảm cho người mình thầm mến. Càng là lúc thế này, bạn lại càng nên mạnh dạn, chớ để vụt mất người ấy.
Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Mão 1975, Thủy, dư giả nhiều khoản tiền may rủi. Tuổi Đinh Mão 1987, Hỏa, chớ nên dựa dẫm vào tiền may mắn. Tuổi Kỷ Mão 1999, Thổ, hãy cố gắng làm giàu bằng sức của mình. Tuổi Tân Mão 1951, Mộc, nên mạnh dạn hơn trong chuyện tình cảm. Tuổi Quý Mão 1963, Kim, chớ đánh mất người mình yêu mến. Tuổi may mắn tiếp theo ta xét đến là những người tuổi Tỵ, do được cục diện hỏa sinh thổ đem tới những dấu hiệu tốt lành trên con đường tình duyên cho người tuổi Tỵ. Người độc thân chủ động hơn trong chuyện tình cảm và sẵn sàng tìm nhiều cách để tiếp cận người mình yêu mến. Tính chủ động sẽ giúp bạn nhanh chóng kéo gần khoảng cách với đối phương. Hãy cùng người đó nói về những sở thích chung, những quan điểm sống phù hợp. Như vậy thì mối quan hệ đôi bên sẽ ấm lên vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa, nhờ có chính quan chiếu mệnh nên con đường sự nghiệp của bản mệnh cũng cực kỳ hanh thông. Bạn không những hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao mà còn sẵn sàng giúp đỡ mọi người, gây ấn tượng sâu sắc với người làm lãnh đạo. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Hợi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Tỵ 1965, Hỏa, sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Tuổi Đinh Tỵ 1977, Thổ, nhận được sự đề bạt của cấp trên. Tuổi Kỷ Tỵ 1989, Mộc, tìm cách kéo gần khoảng cách với người mình yêu mến. Tuổi Tân Tỵ 2001, Kim, chủ động hơn khi bày tỏ tình cảm. Tuổi Quý Tỵ 1953, Thủy, cởi mở trong chuyện tình cảm. Con giáp may mắn cuối cùng trong ngày hôm nay là những người tuổi Dậu. Giới tiên tri dự báo dưới sự giúp sức của tam hợp, người tuổi Dậu có thể gặp được đồng nghiệp hoặc đối tác đắc lực trong ngày hôm nay. Đối phương đưa ra nhiều gợi ý hữu ích giúp bạn thực hiện công việc được thuận lợi. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhận ra được điểm mạnh của mình để đầu tư đúng hướng. Nhờ thế mà bạn không mất quá nhiều công sức, vẫn có thể thu được một khoản bộn tiền khiến mọi người đều phải ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, gặp được cục diện thổ kim tương sinh mang lại sự vui vẻ và lạc quan chính là điều mà mọi người yêu mến ở bạn. Hãy phát huy điểm mạnh của mình, bạn có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người xung quanh, nhanh chóng tìm được người phù hợp. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Chi tiết từng tuổi như sau. Tuổi Ất Dậu 1945, Thủy, gặp được đồng nghiệp, đối tác phù hợp. Tuổi Đinh Dậu 1957, Hỏa, nhận được sự yêu mến của mọi người. Tuổi Kỷ Dậu 1969, Thổ, công việc tiến triển thuận lợi. Tuổi Tân Dậu 1981, Mộc, gây ấn tượng mạnh mẽ với mọi người. Tuổi Quý Dậu 1993, Kim, hãy phát huy điểm mạnh của mình. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa tìm ra những con giáp may mắn nhất trong ngày 20 tháng 9 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.